xiên hoa quả. Đấy anh em mình. Được. Đáng nhẽ ra là có con tấm đen nó nằm giữa đấy, nhưng mà mau đệ thì bao mất một con. Còn vợt mình anh Khang anh đánh được một con, còn vợt mình cho vào đến vợt rồi nó còn dãy ra. Số con cá đấy nó vẫn còn số hưởng. Nên là anh em mình sẽ nướng cái chỗ này trước để tí nữa nếu mà được cá ấy, mình sẽ chơi một quả này được. Nếu mà được cá chấm đen mình cho lên mình đốt luôn. Đốt. Đốt như kiểu cá rô phi đốt đấy. Đấy, mọi người ăn cá đốt bao giờ chưa? À, bây giờ đợi than đã. Chặt cây để nướng cái này đã, để ăn trưa đã, xong rồi chiều mà được chấm đen đó mình đốt ăn chiều luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, đúng không? Mọi người thấy món thịt rau củ quả của anh em mình ngon chưa? Thịt xiên rau củ quả. Đó. Cả ngủ. Wow. Tuyệt vời. Nhưng mà từ lúc mình nướng này và cụ Khang món vẫn chưa thấy lên con cá nào. Và Mao Đệ cũng thế. Khả năng là mình quyết xong cái này là mình sẽ ra làm việc hộ. Chứ đợi cái đội này câu được cá thì chết đói. Mọi người thấy ngon chưa, tuyệt vời chưa? Ấy, cả xiên của anh em mình đấy. Đấy, Mao Đệ hiện là đang chán câu vào trong kia rồi nhá. Với anh em đang dọn đồ trong kia để chuẩn bị chén thôi. Còn hai cần thủ Khang với cần thủ Trung vào chén thôi. Lấy sức đi còn giật cá nhỉ. Hiện tại là hết gần hết một ca này, anh em mình vẫn móm nhá. Không phải móm theo kiểu đấy mà lôi cá lên bơ rồi còn mất. Cày lắm. Bây giờ anh em mình phải chén đã để lấy thực vực đạo đã. Ngon đấy. Siêu kinh điển. À, thiếu mỗi con cá thôi nhưng mà thế nào là hấp dẫn rồi. Anh em không uống bia với bọn em anh ơi. Anh đừng dùng bữa. Ra mồi, mát rồi. Mát chưa rồi. Nào thôi. Đặt nguyên đấy, đặt thế này. Đấy. Kê lên đấy nước. Ừ. Ok. Ủa thì ngon này. Đẹp luôn. Chén luôn anh ơi. Chén đây. À, anh em ngồi vào đây. Anh Khang ơi. Anh ơi. Trung ơi. Long vào đây. Anh Cường ơi. Nhà máy ra nhá. Ê vào chén đã vì mới có sức mà giật cá chứ nhỉ. Làm luôn đi. Ra đâu. Đấy. À, Mao Đệ. À, thử xem chín chưa? Em chờ miếng nhé. Thịt bò này. Bò đi. Úi giời. Đặt để làm bác. Úi giời. Vừa chín tới đẹp luôn này. Đỏ đỏ nhá. Tuyệt vời đấy. Ngon lắm. Thế nào? Vừa chào mọi người nhá. Ngon tuyệt vời. À, anh em ngồi đây. Ngồi đây. Để cắt đồ. Ăn đến đâu xỉa đến đấy nhá. Cho nóng. Ai ăn chay thì ăn rau củ quả. Còn ai không ăn chay thì uống bia. Ngon lắm người ạ. Tuyệt vời của anh rồi. Còn đây. Đây là thịt lợn rừng nhá mọi người nhá. Lợn rừng này. Đấy. Đó em miếng à. Đây. Không để em ăn miếng gì máu này. Cái này cho đây. Miếng nào gì máu? Chả có miếng nào gì máu cả. Miếng nào chả ngon. Ấy. Trời. Ui. Ai. Cái đá nhỉ? Có không? Có đây coi. Ngon. Đá. Ôi dạ. Lại. Nổ pháo à? Nổ gì đấy? Bật lửa. À ừ. Nổ bật lửa, cái bật lửa này luôn. Nắng quá nổ cái bật lửa mọi người ạ. Mới thử. Ui, vừa chín tới. Phê chưa? Chóng. Đúng. Háo à. Đây, thịt lợn rừng này, thịt bò này, vịt này. Đáng nhẽ ra còn nầm nướng nữa nhưng mà hôm nay anh em mình đi sớm quá không lấy được. Thôi, bây giờ triển khai thôi. Chiến thôi. Lúc kia anh tưởng có cả gan đấy nhỉ? Không, gan đó. Tưởng có miếng gan cơ. Phải. Mời à. Chắc biết đấy. Cho cái bát đá lắm ơi. Ừ. Đấy, thấy thịt thịt vịt đây này. Đấy, thấy thịt vịt chưa? À.
Thanh niên hơi béo nên là vong chịu tải chịu tải kém. Cá mà nó đẻ như thế thì có phải là là một giật không? Thế thì đi. Cứa thử con vịt xem chín không? Chín đây cổ. Chín. Chọc nó nhiều máu. Đây. Chín chín rồi. Chín ngon luôn nhé. Chín đẹp. Món này tê này. Đấy, cái món này là thịt bò vừa chín tới. Máu nó phải chảy tí. À. À, mọi người dùng đấy. Đó, cho anh một bát nào. À, mời tất cả mọi người nhá. Tuy rằng chưa được cá nhưng mà thôi được ăn là được. Anh em đây. Nào. Đây xuống đi. Lộ. Mời cụ nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Coca-Cola. Đấy đủ mát, không đâu bao giờ ngon. Từ đấy, anh em thử thịt mang các kiểu đi. Đó, mang nó. Đó, lợn mang rừng. Thịt đi ấy, thịt lợn rừng. Đó là gì đấy? Thịt lợn mang đi. Đấy, đỏ đúng không? Cả, ngon luôn. Ui, chín ngon luôn. Đây. Chín ngon luôn đấy. Thịt bò. Lái gì thế này mà anh bảo tái? Tầm nào là chưa lấy đi được vợ đúng rồi. Ăn này đang nói chuyện thịt bò cho lại chuyển sang vợ. Phải ăn được những cái loại gọi tái kiểu như thịt lợn rừng này. Đấy. Chín quá thịt lợn rừng này. Cho miếng tái cái lâm quay. Đấy. Tái em mới ngon mới tê. Đấy hôm nay sạch đẹp luôn nhá. Ngon mình, rồi. Mình phải thử cái quả. Quả này đấy là quay chín rồi, quay chín mở luôn. Củ này là củ khoai tây, củ này là củ khoai lang, khoai ta đang nóng ấy mày chín hơi chưa hơi sống. Củ này là gọi là củ khoai củ sâm. Mình làm miếng sâm đã nhá. Thịt bò không ăn người thế nào đây gì này, thịt bò này ăn sâm mới ngọt lắm thật. Củ cải ấy. Nó ngấm thì sao ạ? Đấy, thịt bò nó phải thế này. Ăn này mới ngon. Chín. Thịt bò nó phải ăn như nhiều này này cô. Tây ăn bít tết. Mày rút cái thanh kia cắt cho anh một cái đùi. Cắt cho anh một cái đùi. Nào. Rồi, về đây. Về. Chín không? Chín. Ui, chín đẹp luôn. Như anh em mình ăn ấy thì là chín tới kiểu nó hơi đỏ đỏ tí là gọi là chín đẹp nha mọi người nhá. Nếu như mà trên tivi thì người ta sẽ bảo như thế này là sống, nhưng mà như anh em mình thế này là thế thì tivi không Dubai thế nào ạ? Dubai người ta ăn tươi hơn. Chuẩn luôn. Anh em mình Dubai đấy. Mình cũng phải vào dùng bữa cùng mọi người đấy, cùng anh em đây. Mọi người chờ đón tí nữa anh em mình sẽ lấy sức để giật cá nhá. Nếu được cá chiều này mình đốt luôn. Cá đốt à, cá chấm đốt cả con. Vô rồi. Mở luôn cho mở. Cứ cho nó chạy thì con này không thoát được đâu. Con này thoát được đi. Lần từ đây em. Càng cho cầm cần xong. Lần này em đừng giật luôn. Giật cá. Lấy kiếm rồi giật được. Mấy con nữa. Đây. Đấy. Ăn. Chưa biết là cầu. Quyền. Nó nổi lên nó quấn. Nó quấn. Đúng rồi. Quyền. Quyền này. Ôi đúng không? Con này cũ léo nào. Ý nữa thì Quyền. Lại giống con lúc sáng tính mồm. Bé con này bé, con mới. Cho chạy mỏi cá đi. Không, con này mới.
chấm mới bé con này bé. Mặt vàng nhưng mà vẫn chưa phải kìa. Ừ, tưởng cái này cái đàn trước. Ôi tập phải cái rồi. Cắn móng rồi, anh cắn móng rồi. Thế mà phao nằm đấy nhá, không đúng được, nó nằm im. Cho Cường cầm cần trong tí cho xe đi. Em mở máy rồi. Không hết anh ơi, hết hết rồi. Đi đi đi. Hết đi, hết đi, cho người ta câu. Cho lên. Mất được rồi con này. Khách tổng một chim ý. Anh có máy. Lúc nãy nó vào vượt rồi nó mới tuột. Máy bất bên kia. Khách ai ở ngoài và luôn tăng ngoài bắt đầu xong. Ở khách ngay lại tăng ngoài bắt đầu xong rồi. Đừng được khua đấy anh Cường, cho vượt xuống đi. Đấy khách quay đi anh, máy anh để máy anh đi ra, anh vứt máy anh đang sạc pin. Bây giờ nó mới khỏe đấy. Ôi giời. Riêng mà trượt con này em bể cần. Gọi là cho sức cá thì kéo nổi số miếng đấy. Quyền đấy, ngon đấy, có quyền chán thế. Trời ơi, trắng trắng ở trên lưng ấy này, hay trắng trắng ở lưng là có mà. Cầm máy đây Biên ơi, cầm máy. Ô tang rồi Biên ơi, cầm máy rồi, cầm máy cho anh, cầm máy cho anh quay. Không, nó chẳng hề đấy, cầm rồi mới sang đây. Không sao, vớt này, nó cầm mới sang đây để ý vớt này là cầm áo vớt. Ôi, tôi tưởng vớt thế. Em vớt chuyên nghiệp rồi. Không phải, vớt đấy nó đang đi ra, nó định lôi vào nhưng không kịp. Mắt cá nó móc lanh vòng hấp và nó toảng mắt cá. Để cho lên hẳn đi. Đó. Nó nổi bệnh hẳn lên đi. Có mỗi lanh thôi. Nó đồng có một nanh thôi. Chưa được cái này, nó nổi hẳn bụng cái đó. Đó, nó nổi hẳn đi đã. Ai. Wow, thổi. Thế nào hôm nay đi xe máy à? Chân chống dừng lại đi, anh nhìn lần luôn, ngồi chẳng ý. Em câu thế nào thì chưa câu. Làm luôn đi. Tạnh phát mà. Biết phải đấy nhỉ. Phò lên. Lúc mở máy, cá chạy mở máy, ông mở luôn, chẳng mở, ông mở ban. Em biết là em mở máy đó. Nó nghe tiếng kêu tạch một phát, em tưởng là đứt. Mở ban. Cháu tưởng đứt rồi cơ. Cháu chưa câu bao giờ, chưa giật bao giờ, chả biết là qua máy câu. Thế này bảo nó mất cá rồi. Tưởng mất tật mà. Em nghe tạch phát mà phải đứt cơ mà. Đi làm nước quả đó. Mình rõ ràng phải phao chạy được. Không biết được. Bên kia còn hô mầm vẫn còn cá. Anh em mau để mình câu bắt cá mầm bên này. Có quên không? Con này có quên không? Chưa bao giờ. Có đâu có anh. Đi câu cái con lục nó đóng nó biết rồi. Đóng quá bèo thế nào. Đóng vào. Đóng vào rồi. Sáng ra vòng mấy con rồi. Bia chứ. Đóng bia. Con này phở này. Con này cho chạy ra bây giờ nó khỏe đấy. Nó khỏe. Nó mồm nó hồi cá mà. Sáng ngày bong mất rồi, ngày bong mất một con rồi. Sáng này cũng dính mồm à. Ngày cũng dòng này à? Dòng này không bắt được. Câu kéo lôi như lôi trâu vào. Ngày rách mới vọt đây rồi, đây. Rồi, vào đấy. Đấy. Ăn đâu? Đấy, đấy, bên này này. Đây. Đây bên này. Ờ đây đúng rồi, sáng ngày rách ra bắt rồi. Ngày ra một con đen rồi. Bong sáng ngày bong con nhỉ? Múc vào đây, múc vào vợt. Vợt này, vợt này thì gặp con này thì nó rách nốt. Rách rồi, ngày phi rách rồi. Đừng quấn ngắn quá, để dài rơi nhá. Đi rồi, từ treo lưỡi Cường ơi. Gỡ tay. Nhấc lên luôn anh ơi. Tay gỡ ra được mà. Nó lại lộn ra ngoài rồi. Cái mồm mẻ ấy. Bổ thẳng vào mồm này kia có chạy lên trời. Rơi. Mất rồi. Con này không có quyền đúng không? Sao bây giờ không có quyền? Anh em bắt tay bắt rơi đi. Cần thủ quả chia cũng được. Xích lấy xích. Anh em đang uống rượu. Mang lên bờ đấy, mang lên bờ đã. Bổ lớn như mình phải đem cái thạch quả lên bờ. Con này to đấy. Trên 8 cân. Con này đầu 8. Ui giời. Con này trên 8 cân, con này phải đầu 9. Con này 8 cân. Con này 8 cân rưỡi. Con này 9 cân. Dài thế, con này dài thế nhỉ. Con này phải dài thế. Con này dài ôm lên cái nào mắc ra. Anh, cắt móm. Nào nhìn đây nào. Con này phải ăn. Con này mau về giật bây giờ chưa? Đo xem nó dài bằng người không? Con này dài đẹp rồi. Con này phải ăn dính mấy lần rồi. Ôm được không? Dài đẹp, quá đẹp rồi. Con này đẹp rồi. Đẹp tuyệt vời nhá. Đẹp tuyệt vời nhá mọi người nhá. Đúng không? Bạn thì nó bắt em nó điếng hay sao mà đứt một lúc nó cuồng ra ngoài giữa. Nó cầm bề chết mất. Nó điếng. Cầm đi chết thôi, được đo cái thôi. Cho xích vào xích rồi. Xích đây, xích đây, xích đây. Để xích đây. Cho xích vào xích. Chạy nhanh nào. Xích vào đi không chết. Cho xích vào đi. Cái đó. Xích. Thôi đưa xích vào. Ôi.
Có mổ lưỡng luôn đi chứ. Anh em mình à. Để sách về. Mổ lưỡng luôn chứ em. Nữa đang uống bia. Anh em mình đang uống bia trên kia thì thằng anh xuống cầm cần một cần một cần thủ nghiệp dư. Cần thủ chưa rồi cậu. Tạch một phát mình tưởng là đứt rồi chứ. Mà sao ra ngoài kia ta. Được rồi mà nó rối máy rồi. Được rồi máy sao anh? Anh nghe thì kêu tạch một phát anh bảo đâu đâu. Rồi. Nó bật cái máy đang căng nó bật máy mở. À nó bật bật ấy à? Không phải, không phải anh lúc kia là ông ấy mở máy lên uống bia hay là không khóa lại giật kiểu giật nó. Anh ơi, cái cây gần đứt mẹ lục rồi. Không, đứt thì sao được em? Chị em lại cá với anh, em lại chơi với anh. Em lại chơi với anh nào lại là 500 ăn một củ. Nào. Trời ơi, đang cãi rồi, cãi rồi. Thả em nó về nơi sản xuất đi. Cãi rồi. Chúc mừng con cá. Chúc mừng con cá đổ. Chủ hồ anh Lai ra đây cái là được. Đúng chủ hồ ra cá mới vào. Tâm mau qua ca nhá. Hồ câu ai cùng là phải có anh Lai ra là mới được cá. Chứ không bao giờ đấy. Tưởng mất rồi chứ. Hôm tao thì đứng im. Hôm em vào trong không, vào đấy, lúc trong anh mà... lên ấy là anh nhả máy ra. Chưa có bao giờ vào giật hai lần chết. Mày giật lại máy nó lỏng. Nó mới giật đi, nó mới giật đi. Thế là cước nó mới lòng thòng. Em lật cái khung lại. Thì em mới bảo là ông mày là còn cái sao ấy. Em mới bảo lật khung, bảo mở máy thì nó lật khung. Em lật khung, lật ra. Nó lật em lật ra. Mở làm người ta mở lu này. Em có biết là cho nó mở hẳn máy, mở sổ cước. Mở sổ luôn, nó sổ cước ra luôn. Nó bịch phát vào đầu cá nó chạy đang chạy vào nó. Còn đấy mà dính người chạy là mất. Mất. Vì nó chứ không phải dính người là nó chạy thẳng cẳng. Nó cước ở dưới đít máy. Mà nó sổ mà mở máy bật đi bảo mắc cá mình mắc kéo phao đứng im đây này. Em bảo gì là em bảo trong mưa vãi đưa tí mình là gió. Thế hôm nay con này nó dính người nhá, nó dính người nó mất. Uống riêng cái phải chia cái nhỉ. Cũng rá cái nhỉ. Cho câu ra cái. Người chưa bao giờ câu cá. Chưa bao giờ được gần một lần nào thì cảm trượt đấy. Chống bóp cho anh em. Cảm ơn bắt rơi cái. Tạ. Tạm sao. Hết nha. Ai, lại tiếp. Lại được à? Chứ coi lại được à? Đâu. Ấy được được. Được giật. Được giật. Được có mà nó vui rồi. Con này to này nhỉ? Con này to. Con này ngon đấy. Con này 8 đầu. Con này trên 8. Con này cân khoảng nếu mà cân chuẩn tầm 8 cân 3, 8 cân 4. Chuẩn. Bạn Linh Bông bảo phải cắt món này nhá. Biết 12 có ăn 2 triệu. Ô bảo chúng mình xong. Cái này móc vào cái đấy xong rồi giật. Được. Dũng cầm cần đi để quay trực tiếp nhá. Dũng cho hẳn lên đi. Mở máy. Nó bám nhau. Bám nhau rồi à? Mở máy á? Mở rồi. Được rồi. Được bám nhau rồi. Thì cái này mò đi nó mới chạy. Mất rút phào đẹp nhỉ. Ai ăn được dòng nhá. Ở chỗ này là Dũng. Dũng mồm tiếp. Khuyên. Không khuyên. Mẹ cả dây cá rồi. Chết rồi hỏng rồi. Kéo dây cá vào đi. Kéo dây cá vào đi. Tiếp tục báo cá cho Mao đại ca nhá. Dính rồi. Ủi mất cá luôn. Mất đầu thế, cá vẫn đang rong đây mất. Đang rong đấy thấy. Thằng Dũng. Ôi. Mất cá rồi. Cá nữa đi. Nhà máy đất gì anh? Lùi sao? Nó có chạy đâu mà nhà nhỉ? Cá nhá. Vít đi. Cước vít. Rồi cứ cho nó chạy đi cho nó yếu đi rồi. Đừng có go cước thấp quá Cường ơi. Kìa, nó vào bờ này, vào bờ Dũng, này. Dũng đừng quấn, Dũng cứ kệ, đừng quấn. Đừng có quấn, cứ mở máy ra. Mở máy ra. Cứ mở máy ra. Dũng chỉ cứ mở máy ra thôi, nó kéo tập trung, kéo tất. Mẹ. Tiếp tục bảo cá cho anh em mau lại ca nhá. To, cái này to. Ra đây lấy máy anh lái chim đó nhỉ. Máy đâu? Ra đây. Dũng vừa bùng xong. Cho vào tạm thu. Rồi. Kéo mở máy. Thôi đừng chọc cái. Dũng cứ mở máy ra. Kéo con cá kia vào đi. Kéo con cá kia chưa? Hất cái đầu. Đấy, hất vào đấy. Đừng vượt vội. Tắt mạng à? Tắt mạng rồi, mở mạng đi. Đừng vượt vội, cứ cho nó chạy mà lâu ngày rong nhỉ. Kéo quyền không có quyền. Có quyền không? Không có quyền. Người ta đi câu, người ta chỉ nhất lúc rong. Lên cá nhá. Quấn đi. Báo cá cho Mao đại ca. Sao? Báo cá. Úi giời ơi. Được rồi. Dũng có mở máy không ạ? Đừng tay đừng. Chúng giật nó phải khác. Ôi lòng lòng kìa. Nó tua, nó có độ tua, toàn tua. Nhưng nó phá ra mà chặn. Chung. Quấn lên thì chết. Được cá là được. Báo cá cho Mao đại ca. Được gỡ là được. Đỏ nhỉ.
Ủa, đấy xong đáng cái bảo hút điếu thuốc lào thì đấy thì chẳng phải nên còn gì anh còn lấy ra nào được, còn dính vây lái rồi, dính vây lái mà thôi lấy còn khỏe lắm, từ từ lắm. Quan này dối thôi rồi thôi lấy đi thôi chung rồi thôi rồi đấy vào mẹ vợt rồi vào mất vợt rồi. Xích này, 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 đầu luôn. Hả? Không, xích lên dưới. Tối. Anh ơi, vẫn đem gì nhỉ? Đây nha. Đấy nha. Tối em mời riêng Trung Minh ba chén nhá. Chả mời riêng. Ok nào. Con này to hơn nào. Con kia to hơn. Con kia to hơn, con này hạng bình thường. Chào 100. Đó, hai con trâu. 60 người đang xem nhá. Ô dê. Anh em đang uống bia nồi chứ không là đốt. Đốt nó là nướng rồi. Cây này có chắc không đấy? Đốt nhưng đốt thoải mái. Nhưng mà bây giờ về đang quấn ủ nó phải tô đã. Tao là tao cứ phải chắc ăn. Ôi Linh Bông gọi. Báo cá nhá. Để đúng ra như thế không phải chỉnh. Có. Cũng 6 con rồi nhá. Để con thì không có quấn. Ok với đây nhỉ. Đấy. Mọi người thấy một ngọn cờ đâu? Mày bóng với con này, em bóng với con này. Được, đang quấn mấy ngọn cờ lùi lại quay ngọn cờ này hả? Nghe cái tiếng máy ấy, sướng gì ngọn. Ngọn cờ cong vút nhá. Quấn ghê thật ủ người. 5 phút trước là anh đánh những con rồi. Bóng neo, mất neo rồi. Đây, neo tháo ra nhá. Đây. 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 Ai để vào đấy mà để? Phan ơi vừa nhảy phan lên lặng luôn. Đang cuốn. Ghế có phải để đây đâu. Phan ơi chắc lại dính mồm. Nhảy phát làm luôn. Thấy không? Bảy cần về mấy em trên. Thứ bảy tự tin nào. Vừa thôi. Chút tự tin cho nó chạy từ từ. Nó đang chạy. Hôm nay là ngày của anh em Cà Mau. Bảy lên mới cuốn. Từ sau được con thứ tư cho Dũng coi trong. Bò đi em. Anh em cho một like để lấy cái khuyên cái nhỉ. Nếu liên quan thì đội. Ok. Chẳng qua mình bị dối đấy, canh cái chữ bẩn tức làm dối đủ của mình xong rồi bắt hết cá của mình chứ không tội gì nữa. Qua. Bẩn gì? Chạy ghê đấy. Con này đéo dính mồm. Con này đéo dính mồm. Đuôi. Đuôi kính người rồi. Kìa anh đổ vờ kìa. Chúa. Bơi đi. Đấy, đã gần đây rồi còn đâu. Đổ vờ kìa. Rồi. Chạy theo nó. Quấn đi ở đây. Nó mà sợ chắc đầu cắn nước ấy. Đừng chọc nữa. Ra rồi. Ra chưa? Có đây con nói gì với anh em không nhỉ? Hả? Đâu đi, phát biểu cậu đi. Ok đấy. Ok không? Quên. Mé xa cái kia. Không được cá, đừng có nói. Em bảy cần lại đi. Em cứ chúi nhau nó làm gì, nó càng đó. Đổ rồi. Đây cái gì? Đây, em có một cần của em có lại đâu. Đấy, lại. Thế? Hôm nay nhích bớt máy vào đi, đừng để nó chạy lỏng. Con cá đầu tiên mới bác à? Đúng rồi. Hôm nay vét phủ ai phùng nhá. Mắc cột vợt. Chờ khuyên nha mọi người ơi. Mấy gái xem có khuyên không? Khuyên. Ngàn người rồi. Khuyên. Ok mọi người. Ok nhá. Mỗi tội đéo có gì. Dũng lúc kia ném cái linh ở đâu ấy. Ngay đó ấy. Rồi, cứ lên đi đại. Cầm nó.
Ok. Ok. Ôi lại ăn cả vảy nữa này. Mình ném ra đi. Sao? Ném ra. Đang cuốn, đang cuốn, đang cuốn. Đang cuốn, đang cuốn. Ném. Ôi. Quần đâu? Trắng nhỉ, chứ con này trắng nhỉ. Không, quả lưỡi này đỏ lại, lúc này đang bị thay lưỡi thôi. Thay là thay thế nào? Ăn đắng nhỉ. Thôi, đáng nhẽ 5 phút 2 con đấy. Ở bên kia tít rồi. Ngồi lục tặc. Quấn mọi người ạ. À, nói chung là rất là khơi, quen khơi lắm rồi. Quấn đây. Mượt lắm con này. Mượt. Wow, cá cũ. Mới mượt lắm. Đồ về con con à. Bảy ký. Ba em rồi nha mọi người nha. Ok. Đây, tuột. Mới bắt được một cái thôi. Hai cái chứ. Mà trời lên là cái để đẩy. Ôi. Mọi người thấy đàn trâu của anh em mình chưa? Hừ. Ấy, ôi giời, đi cả nhà. Đó là kết quả của anh em mình trong buổi ngày hôm nay nhá. Lên đây em ơi. Thấy chưa? 1 2 3 con lợn. À, nói chung là định anh em mình định là đốt một con đấy, nhưng mà trời sắp mưa rồi, với lại vừa nay uống bia trưa cũng phê rồi, thế nên là hẹn mọi người khi khác anh em mình câu được anh em mình sẽ đốt cả con cho mọi người xem anh em mình thưởng thức nó như nào nhá. Còn bây giờ là khả năng là anh em mình sẽ rút khỏi mình rút trước. Mao đệ vẫn chưa câu được con nào, vẫn đang cay cú bong mà. Tổng hôm nay anh em mình bong mất 4 con, được 3 con này nhá. Đâu, 3 con bong thôi. Một con vào vợt rồi nhưng mà đây. Vào vợt rồi nhưng mà rách vợt đây. Đâu nhỉ? Chỗ mình buộc lại đâu nhỉ? Chỗ mình buộc lại đâu ấy? Đây đây đâu. Tí nữa rút thử cho mọi người xem cái vợt này nhá. Đây, đây đây, chỗ mình buộc lại đây. Đây này. Buộc lại, rút thử cái vợt này cái. Đúng, có quả vợt này lúc nãy phải mượn vợt người khác đấy. Anh, chỗ này lại dai. Hay là nó có chỗ thế nhỉ? Thấy chưa? Chưa dùng sức mấy. Thôi, bây giờ mình sẽ tiễn con vợt này lên đường, để không thể mất cá một lần nữa được. Mất cá nó bị mấy anh em sỉ nhục ác quá. Thế nên là tiễn con vượt này đi. Đàn trâu hôm nay cố gắng, anh Khang với lại Mao Đệ vẫn đang tiếp tục cắt trâu nhá. Mình đã bảo rồi mà, chỉ có mình mới làm được cái điều này thôi. Còn cái này này, tiễn nó lên đường, giữ lại cái khung. Hôm nay là mất con khuyên này. À đâu, không phải khuyên. Mất một con khá là to này. Con đầu tiên, đáng nhẽ con đấy là anh em mình đốt này, nhưng mà chính vì cái vợt này nó không được, thế nên là mình phải đốt vợt thay đốt cá. Đốt bỏ. Hoặc kiếp. Vợt này nó yếu đấy quá, lở quá. Đấy, lên đi lửa thiêng cao nguyên.